Tổng cộng, các hãng hàng không Ấn Độ đã đặt mua 1.100 chiếc máy bay để sử dụng trong những năm tới. Trước thời kỳ đại dịch, lượng du khách quốc tế bay đến và đi từ Ấn Độ đạt con số 75 triệu người. Và trong 10 năm tới, lượng khách này dự kiến có thể tăng lên 125 triệu người. Những sân bay đông đúc và quan trọng trải khắp đất nước chứ không phải chỉ có một hai sân bay. Và có thể kể tới như Delhi, Mumbai, Bangalore, Chennai hay Hyderabad. Số liệu từ chính phủ Ấn Độ cho thấy, trong 5 năm tới, cả khách nội địa và khách quốc tế đi qua 6 sân bay lớn của Ấn Độ sẽ đạt con số hơn 400 triệu người. Đây là một thị trường màu mỡ mà các hãng hàng không nội địa và cả nước ngoài đều nhắm tới. Tuần trước, trong một hội nghị của ngành, hãng hàng không Trung Đông Emirates và Turkish Airlines của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã đề xuất Ấn Độ nên mở thêm nhiều đường bay quốc tế. Những đề xuất này đến trong thời điểm chính phủ Ấn Độ dự định đầu tư 12 tỷ đô la Mỹ vào thị trường hàng không trong nước. Thủ tướng Narendra Modi muốn biến Ấn Độ trở thành trung tâm kết nối đẳng cấp thế giới, cũng như điểm đến của khách du lịch và doanh nghiệp. Liên kết các thành phố nhỏ hơn bằng đường hàng không là một phần trong chương trình phát triển của ông. Sự phát triển của cơ sở hạ tầng hàng không sẽ giúp tăng trưởng kinh tế và các sân bay mới sẽ cải thiện chất lượng cuộc sống của hầu hết người dân. Một số chuyên gia cho rằng các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn như vậy có thể làm tăng thêm tình trạng ô nhiễm không khí ở Ấn Độ và có thể sẽ mâu thuẫn với mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2070 của chính phủ. Nhưng Thủ tướng Modi hiện đang tập trung vào tăng trưởng, với mục tiêu GDP đạt 5.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025. Việc phát triển ngành hàng không sẽ tiếp tục được coi là mũi nhọn hàng đầu. Không chỉ nhờ vào chính sách của chính phủ, hậu thuẫn lớn của thị trường hàng không Ấn Độ còn đến từ lượng khách nội địa lớn, với tầng lớp trung lưu có thu nhập tốt hơn so với trước kia, và đà phục hồi mạnh mẽ của du lịch quốc tế sau đại dịch.